Hello, hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi khám phá một chiếc Lexus độc nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại luôn các bạn nhé. Đây là chiếc Lexus LC500H độc nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại luôn. Hiện tại thì Việt Nam có 3 chiếc Lexus LC500, tuy nhiên đây là chiếc duy nhất sử dụng động cơ Hybrid các bạn nhé. Đó, chiếc xe thể thao cá tính của Lexus, thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản. Đây là chiếc coupe 2 cửa, 2 cộng 2 chỗ ngồi. Đó, mình sẽ quay một vòng cho các bạn chiêm ngưỡng này. Chiếc này thì đang được chào bán lại tại Tùng Anh Auto với giá bán là 8x tỷ đồng. Đó, hơn 8 tỷ đồng cho chiếc Lexus LC500H độc nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại các bạn nhé. Lexus LC500H độc nhất tại Việt Nam luôn. Đó, chiếc coupe thể thao đậm phong cách tương lai luôn. Lexus LC500 thì nếu như các bạn đã xem phim Chiến binh Báo Đen thì các bạn sẽ biết được là chiếc LC500H cũng xuất hiện ở trong bộ phim này. Chiếc LC500H này nó khác với những chiếc LC500 được đưa về Việt Nam, đó là sử dụng động cơ V6 3.5 lít kết hợp với công nghệ Hybrid, tạo ra công suất tối đa là 354 mã lực các bạn nhé. Công suất tối đa của nó là 354 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 4,6 giây. Nó khác so với những chiếc LC500 tiêu chuẩn khác, đó là việc LC500 thì được trang bị động cơ V8 5.0 lít hút khí tự nhiên. Tuy nhiên chiếc này thì là được trang bị động cơ Hybrid giữa động cơ V6 3.5 lít kết hợp với công nghệ Hybrid của Lexus. Đó, công suất tối đa của nó là 354 mã lực các bạn nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem chiếc LC500 này có gì đặc biệt các bạn nhé. Về ngoại thất thì nó gần như là giống hoàn toàn so với chiếc LC500 dùng động cơ V8 5.0 lít. Đây, những sự khác biệt này các bạn này, logo Lexus với có một cái nền màu xanh biểu hiện cho công nghệ Hybrid. Đó, lưới tản nhiệt hình con suốt với thiết kế dạng kim cương, pha lê rất là đẹp luôn. Bên ngoài ốp kim loại mạ chrome, nó chạy hẳn xuống cái cản dưới này các bạn này. Đó, thiết kế theo phong cách tương lai của Lexus LC, nó được biểu hiện ở cái cụm đèn pha này các bạn này. Đèn pha thiết kế cực kỳ phong cách tương lai luôn các bạn nhé. Đèn chính với 3 cái bóng led này, 3 bóng led xếp nó không thẳng hàng với nhau mà nó cũng thụt thò, nhìn trông rất là hay luôn. Đèn định vị LED đây các bạn này, đèn định vị LED quen thuộc của Lexus, nó giống như những chiếc LX570 hay là những chiếc RX đời mới vậy. Đó, hình tia sét hoặc là hình chữ L cách điệu, đó là tùy theo cách các bạn tưởng tượng. Ở dưới thì có một cái hốc hút gió nữa các bạn nhé. Ốp kim loại mạ chrome đây, nó tạo thành cái hình ba góc này các bạn này. Đó, đa giác ba góc luôn. Ở hai bên thân thì nổi bật với bộ mâm mạ chrome nhìn rất đẹp luôn của Lexus, với 5 chấu kép hình chữ V, đĩa phanh rất lớn bên trong. Phần thân xe này, phần đuôi được làm, đây các bạn nhìn này, phần đuôi được làm cơ bắp với cái vòm bánh sau được làm mở rộng ra rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta có một cái phần vuốt này, đó, một cái phần vuốt vào bên trong nhìn rất là ấn tượng. Hai bên thân xe thì có cái hốc hút gió này, phong cách của những chiếc siêu xe và xe thể thao. Đây, công nghệ Hybrid được gắn tại phía sau này các bạn này, đó, Multi-State Hybrid. Tay nắm cửa đặt ẩn, đó, đặt ẩn này, tạo sự khí động học cho hai bên thân xe. Và các bạn muốn mở thì cửa thì các bạn sẽ ấn vào đây. Đó, cửa mở thì cũng có hình chữ L các bạn này, tay nắm cửa có hình chữ L Lexus các bạn nhé, logo Lexus ở bên trong. Đó, gương chiếu hậu được sơn hai màu, phía dưới màu trắng trùng màu ngoại thất, phía trên màu đen. Và có ốp kim loại mạ chrome cũng như dải đèn LED báo rẽ. Đó, chiếc này thì không có camera 360 độ. Đây, các bạn nhìn cái góc này sẽ thấy cái sự thể thao cá tính của chiếc Lexus LC500H này các bạn nhé. Đó, đậm chất thể thao luôn. Đây, chúng ta sẽ vòng ra phía sau xem nó có cái gì đặc biệt các bạn nhé. Logo chữ L phía sau này, đó, cũng có cái nền màu xanh dương, cam lùi ở phía trên và logo LC500H ở phía dưới. Đó, đây là phiên bản Hybrid các bạn nhé. Đây, tổng thể phần đuôi này các bạn này, quá đẹp và quá sexy luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái hệ thống điện lên cho các bạn xem nhé, xem phần đuôi nó đẹp như nào này. Đây các bạn nhìn này, cái cụm đèn hậu khi được mở này nó đẹp này, đẹp, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đó, phần đuôi cực kỳ ấn tượng. Đây, mình sẽ quay một vòng ngoại thất tiếp tục, sau đó sẽ vào bên trong nội thất của xe cho các bạn chiêm ngưỡng. Chiếc này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về Việt Nam các bạn nhé. Từ năm 2018 đến nay mà xe mới lăn bánh chỉ có 1.300 km các bạn ạ. Hơn 2 năm, gần 3 năm mà mới lăn bánh được có 1.300 km, nó là rất mới. Chủ xe cực kỳ thích chiếc xe này, nhập về nhưng lại không đi. Đó, đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong và khám phá nội thất nhé. Wow,
Nội thất của chiếc Lexus LC500 này được bọc da màu đen đỏ, cực kỳ thể thao luôn các bạn ạ. Đây các bạn này, thành cửa này. Wow, các bạn nhìn thấy chất liệu gì đây không? Chất liệu da lộ cao cấp các bạn nhé. Không biết có phải là da Alcantara không? Mình nghĩ là da Alcantara đấy. Đây có chất liệu da trơn kết hợp với da lộ Alcantara, với những cái đường lai trang trí rất đẹp. Phía trên có một cái nẹp kim loại mạ chrome. Đây các bạn, tạo thành hình uốn lượn rất ấn tượng nhé. Cái lái thì nhớ 3 vị trí luôn, L1, L2, L3 set này. Wow, cái tay nắm để kéo đóng cửa nó cũng làm rất tinh tế luôn, rất đẹp các bạn nhỉ. Đây là ghế lái này, cũng chỉnh điện. Mẫu cửa có logo Lexus, dòng chữ Lexus. Và ghế ngồi các bạn ơi, ghế ngồi thiết kế đậm chất thể thao chưa? Bọc da đen đỏ, nhìn thấy đỏ như này là thấy chất thể thao rồi. Cũng có đục lỗ thông hơi này, thành ghế nhô cao này. Và ngồi rất êm luôn, Lexus mà. Lexus lúc nào cũng êm các bạn ạ, dù xe thể thao thì ghế ngồi cũng êm. Thành ghế hai bên nhô cao, thế này cũng nhô lên để ôm lấy phần người đùi này, và phần giữa lõm xuống này. Đó, có những cái đường, có đường chia này. Đó, nhìn các bạn thấy ấn tượng không? Chất thể thao kết hợp với sang trọng đẳng cấp của Lexus. Đó, cửa sổ trời dành cho khoang lái. Đây là vị trí khoang cabin, mình sẽ bỏ giày và đi vào bên trong. Chìa khóa của xe, chìa khóa của Lexus LC500H. Đó, mình đã có mặt bên trong khoang cabin của chiếc Lexus LC500H độc nhất Việt Nam. Vô lăng 3 chấu, lấy chuyển số thể thao phía sau vô lăng này. Tích hợp khá là nhiều cái phím chức năng ở đây, quen thuộc của Lexus. Có cảnh báo lệch làn và giữ làn, có phanh khoảng cách, có Adaptive Cruise Control, có HUD hiển thị trên kính lái này. Đó, tắt chống chân trượt này, vận hành trên đường tuyết này. Đó, trên cái núm xoay ở bên này. Phía sau vô lăng là màn hình điện tử, tuy nhiên được chia ra nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Màn hình điện tử, cái này là cũng là điện tử các bạn nhé. Hai bên cũng là điện tử, tuy nhiên nó lại đặt trong một cái vòng tròn cơ khí. Đó, nhìn trông khá là thú vị. Không phải là full điện tử, tuy nhiên nó phần lớn là điện tử các bạn ạ. Hiển thị phần lớn là điện tử. Phía trên có HUD, có hiển thị tốc độ này, và một số cái tính năng khác, nó đang nháy nháy các bạn kìa. Đó, bên này thì chúng ta có các cái vặn để chuyển chế độ lái các bạn ạ. Vặn để chuyển chế độ lái các bạn nhé. Normal, Custom, Comfort và Eco, S cộng trừ. Đó, màn hình giải trí ở đây. Đó, màn hình giải trí dạng điện tử. Đây là cái màn hình điện tử đấy các bạn này. Nó được đặt sâu trong một cái khung các bạn nhé. Cái mái vòm ở trên nó bao che lấy phần tablo ở dưới này, với một cái màn hình điện tử, một đồng hồ analog này, một cái màn hình điện tử nhỏ ở đây nữa này, và một cái bề mặt trang trí hơi, và một cái bề mặt trang trí ở đây nó hơi tối một chút, rất là khó nhìn. Tuy nhiên nó là hiển thị dạng 3D các bạn nhé, nhìn rất đẹp luôn. Và các bạn nhìn này, nó có một phần mái vòm ở đây, mái vòm bảo vệ bên ngoài nhìn rất ấn tượng. Đó, nó hơi tối một chút, các bạn thông cảm nhá. Đó, khi thoảng nó cân được sáng lên thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Rất nhiều cửa gió điều hòa ở đây này các bạn này, cửa gió điều hòa này. Đó, ở kia cũng có cửa gió điều hòa này. Màn hình điện tử này thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái touchpad này, bàn G ở đây các bạn nhá. Bàn G có logo Lexus như trên máy tính bảng, máy tính laptop của các bạn ấy. Đó, các bạn sẽ G và di chuyển nó. Đó, các bạn nhìn thấy con chuột nó đang chạy không? Đó, rất là hay nhá. Ở đây thì chúng ta có những cái phím bấm xử lý nhanh này, media, radio này, speed check này, stern này, menu map này. Mình sẽ thử vào cái menu xem nó có gì cho nhá. Đây, nó sẽ hiển thị lên này. Đó, có destination này, radio, media, phone này, app này, info này, setup này, climate này. Đó, rất nhiều thứ các bạn sẽ cài đặt ở đây. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ bỏ qua và đến những cái phần khác hay ho hơn. Ở đây thì chúng ta có cụm điều chỉnh điều hòa này, với hai vùng độc lập ở phía trước. Đó, tự động hai vùng độc lập ở phía trước. Phía trên cũng có cửa gió điều hòa, nút khởi động start stop engine. Ở phía dưới thì chúng ta có cái khay để đĩa các bạn nhé, chạy đĩa CD. Đó, ở đây thì có đây các cái kết nối này, hệ thống loa là hệ thống loa Mark Levinson các bạn nhé. Ở đây thì được bọc da màu đỏ này các bạn này, bọc da màu đỏ nhìn rất đẹp luôn. Có một cái khay để cốc ở vị trí này. Cần số rất là nhỏ gọn ở đây, có P, R, N, D, M này. Có Hold này, EV mode các bạn nhé. Chiếc này có thể chạy bằng chế độ hoàn toàn bằng điện luôn. Tuy nhiên chắc là khoảng cách nó cũng không thể quá xa được, nó khoảng vài chục km thôi. Ở đây thì chúng ta có gì nào?
một cái khay để đồ nhỏ ở đây, hoặc là chúng ta nhấc cái này lên có một khay để đồ lớn hơn ở đây, có cổng sạc, hai cổng sạc USB, một cái khe cắm, một cổng sạc dạng tàu thuốc. Đó, phía trên có cửa sổ trời này. Trước này là 2 cộng 2 chỗ ngồi nhá. Chúng ta sẽ còn một cái không gian dành cho trẻ em hoặc là để đồ ở phía dưới nữa. Đây, mình sẽ chỉ cho bạn cách để vào. Trước này thì vào cái không gian hàng ghế sau nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây thì chúng ta có một cái lẫy này. Chúng ta sẽ gạt nó xuống và bỏ ra, sau đó ghế nó sẽ tự chạy lên, tự chạy lên. Đó, nó sẽ tự chạy lên các bạn nhá. Chúng ta sẽ có một cái không gian để đi vào hàng ghế thứ hai. Đây là hàng ghế thứ hai, 2 cộng 2 chỗ ngồi này các bạn này. Hai ghế ngồi rất là to bản luôn. Đó, hai ghế ngồi to bản cũng được bọc da màu đen đỏ các bạn nhé. Có hệ thống loa hai bên này. Đó, mình sẽ thử ấy cái ghế này xuống xem không gian này có ngồi được thoải mái không nhé. Đó, mình ngả nó xuống thì nó sẽ tự trượt ra sau. Đó, trượt chạm vào chân mình và nó dừng lại. Đó, sau khi chạm vào chân mình thì nó đã dừng lại các bạn nhé. Với như thế này thì người ngồi ở phía trên nó sẽ ngả khá là sâu rồi. Mình sẽ ngả nó lên một chút như thế này thì ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Đó, chân mình nói chung là nó cũng khó có thể duỗi được thoải mái được. Bởi vì đơn giản thì chiếc xe này cũng là 2 cộng 2 chỗ ngồi mà thôi. Đây là toàn bộ khoang cabin ở phía trước này các bạn này. Toàn bộ khoang cabin của chiếc Lexus LC500H. Đó, rất là hiện đại và khác biệt luôn. Nó khác biệt so với những chiếc Lexus khác, bởi vì đơn giản đây là một chiếc xe thể thao cao cấp của Lexus. Đó, toàn bộ khoang cabin. Thôi, có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video giới thiệu nhanh về chiếc Lexus LC500H độc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại, đang được Tùng Anh Auto 28 Nguyễn Văn Hưởng, Long Biên, Hà Nội các bạn nhé. Anh em nào quan tâm có thể ghé thăm showroom Tùng Anh Auto 28 Nguyễn Văn Hưởng, Long Biên, Hà Nội. Anh em có thể chiêm ngưỡng chiếc Lexus LC500H độc nhất Việt Nam này, hoặc có thể xuống kèo ngay với giá bán đang được chào là 8x tỷ đồng. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.